Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về cái tính năng Clay hiện đại ở trong phiên bản 8.1, ok nhé. Rồi, để nâng cấp được cái phần Clay thì chúng ta sẽ chọn vào đơn vị xe tăng mà mình muốn. Ví dụ như mình muốn nâng cấp đơn vị xe tăng hạng nặng của Liên minh tự do này thì chúng ta chọn vào cái mục là linh kiện. Thì trong linh kiện này chúng ta sẽ có mục là Clay cổ điển. Thì trước khi bước vào giai đoạn Clay hiện đại, các bạn cần phải nâng cấp cái Clay cổ điển lên đến level 100 trước, sau đó chúng ta mới có thể chuyển sang được Clay hiện đại. Và cái phần từ level 1 cho đến level 100 thì nó tốn rất nhiều cái cần phần Clay này không thôi. Và khi nâng cấp như vậy thì nó sẽ cung cấp thêm cho chúng ta các cái phần trăm cộng thêm cho hỏa lực và độ bền. Lưu ý nhé, còn có những cái linh kiện thì nó không cộng thêm bất cứ một cái phần trăm nào, bởi vì nó không liên quan đến độ bền. Rồi sau khi mà các bạn nâng cấp mà Clay cổ điển lên đến level 100 thì nó sẽ mở khóa thêm cái phần Clay hiện đại. Ở trong phần Clay hiện đại nó sẽ chia ra làm hai cái mục là tấn công và phòng thủ. Thì mỗi lần nâng cấp Clay hiện đại các bạn sẽ cần tốn thêm cái phần linh kiện để chế đồ. Cái linh kiện này chúng ta có thể nâng cấp từ các linh kiện đồng để lên thành linh kiện bạc và phục vụ cho cái phần nâng cấp Clay hiện đại này. Và chúng ta cũng có một cái nút nâng cấp nhanh từ level 0 cho đến level 120 ở đây. Và tùy chọn về cái thanh gạt này, các bạn có thể tùy chọn cái mốc mà mình cần nâng cấp, miễn sao là có đủ các điều kiện về tài nguyên cũng như là về Clay. Thì cái hệ thống này nó sẽ yêu cầu các bạn phải nâng cấp đồng đều kể cả hệ thống tấn công và phần hệ thống phòng thủ của Clay hiện đại, chứ chúng ta không thể dồn toàn bộ phần Clay của chúng ta vào trong một nhánh được. Rồi, như vậy là mình đã nâng cấp toàn bộ cái phần tấn công và phòng thủ lên đến level 120 và anh em có thể nhìn thấy cái phần trăm cộng thêm của cả hai cái hệ thống tấn công và phòng thủ này. Và chúng ta cũng có thể kích vào cái biểu tượng thống kê để xem là các lợi tức tính của phần Clay hiện đại và phần Clay cổ điển nó được cộng thêm là bao nhiêu phần trăm và cái con số nó được cộng là như thế nào theo cái phần thống kê này. Và như bạn có thể thấy là cái phần Clay hiện đại này nó cộng thêm cho chúng ta rất nhiều các phần trăm cho phần đồ đạc và linh kiện của các đơn vị. Và chúng ta có thể thấy ngay được rằng cái sự chênh lệch rất lớn của Clay hiện đại và phần Clay cổ điển của một đơn vị. Và sức mạnh của các đơn vị nó tăng lên rất là khủng khiếp, ok. Rồi, phần tiếp theo là làm thế nào để chúng ta có thể sở hữu được rất nhiều Clay ở trong trò chơi game Warpath. Thì sau đây là một số cái cách mà anh em có thể sở hữu được. Cách thứ nhất là chúng ta có thể mua nó ở trong cái phần shop VIP. Bình thường thì một tuần chúng ta sẽ có cơ hội mua một lần với cái giá bằng tài nguyên, hoặc là chúng ta cũng có thể mua bằng vàng. Và với VIP cao hơn thì chúng ta sẽ có cơ hội mở khóa được thêm các cái phần mua Clay khác, okay. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể mua nó ở trong các cửa hàng quy đổi. Chúng ta có thể quy đổi các bản vẽ vàng để lấy các điểm, sau đó từ dùng điểm đó chúng ta đổi thành các cái phần Clay. Hoặc là cái thứ ba là các bạn cũng có thể tìm thấy nó ở trong cửa hàng đấu trường, là chúng ta cũng có thể mua nó được theo tuần, ok. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm những cái phần Clay thông qua các sự kiện, ví dụ như là vé chiến đấu hội kín hoặc là các sự kiện tham gia ở trong trò chơi game Warpath, ok. Rồi, đây là một vài cái cách mà các bạn có thể tìm được cái phần Clay, để từ đó chúng ta có thể nâng cấp một chiếc xe của chúng ta lên đến các cái phần cấu kiện hiện đại và Clay hiện đại để cho các đơn vị xe tăng của chúng ta nó khỏe hơn. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.